Theo quy chuẩn kỹ thuật mới về báo hiệu đường bộ sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020 tới đây, một số dòng xe bán tải sẽ không được tự do đi vào nội đô các thành phố lớn. Cụ thể, tại phần quy định của khái niệm chung định nghĩa về dòng xe được thay đổi như sau. Xe bán tải, xe pickup có kết cấu thùng chở hàng đi liền với thân xe, có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn 1.500 kg và có từ 5 chỗ ngồi trở xuống thì được xem là xe con. Xe bán tải, xe pickup, xe tải van có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg, xe ba bánh có khối lượng bản thân lớn hơn 400 kg trong tổ chức giao thông được xem là xe con. Như vậy, theo quy định mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, các dòng xe bán tải van có khối lượng chuyên chở cho phép từ 950 kg trở lên sẽ được coi là xe tải và tuân theo các quy định về khung giờ, cấm hoạt động ở các khu vực đông dân cư tại thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các dòng xe bán tải, xe pickup, quy định này sẽ gây khó khăn cho lực lượng cảnh sát giao thông trong việc phát hiện, phân loại đâu là xe tải, đâu là xe con để thực hiện các quy định của pháp luật. Trên thực tế, cùng một dòng xe, cùng một chủng loại hoàn toàn không khác biệt về kiểu dáng bên ngoài nhưng lại là xe con, có xe lại là xe tải. Ví dụ với mẫu xe Ford Ranger phiên bản XLS nhập khẩu từ Thái Lan được sản xuất năm 2015 thì khối lượng hàng chuyên chở cho phép là 957 kg, kích thước thùng xe là 1450 x 1410 x 950mm, nhưng phiên bản sản xuất lại là năm 2016 lại có khối lượng chuyên chở cho phép là 827 kg, kích thước thùng xe là 1490 x 1510 x 1000mm. Thậm chí phiên bản Ford Ranger XLS 2013 còn có khối lượng chuyên chở cho phép là 991 kg. Đối với loại xe van cỡ nhỏ như Kia Morning, Chevrolet Spark hay lớn hơn là Hyundai Grand Starrex 3 hoặc 6 chỗ, hầu hết có tải trọng cho phép dưới 950 kg nên vẫn được coi là xe con, không bị cấm vào đô thị. Quy định mới này tới đây sẽ trở thành ưu thế bất ngờ đối với các dòng xe tải bé của Suzuki như Carry, Window Van, Blade. Trong khi đó, phân khúc xe tải nhẹ 1,25 tấn, hàng loạt cái tên sẽ không còn được ưu ái như quy chuẩn hiện tại. Khi chính thức bị cấm vào đô thị, theo giờ, trong số này có GRC 1,29 và 1,49 tấn, Thaco Kia, Hyundai Porter hay VAM PT 950. Tất cả các dòng xe này sẽ không còn được lưu hành tự do như xe con trong các đô thị lớn.